2018 là một năm lột xác của ngành lúa gạo mang về những giá trị lớn. Quan trọng là giá gạo Việt Nam đã cao hơn gạo Thái là câu chuyện chưa từng có tiền lệ và có thể nói là kỳ tích. 2019 thì xuất khẩu gạo đạt mục tiêu là sẽ đạt được sản lượng là 6 triệu 500 ngàn tấn gạo, kim ngạch đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Chừng đây là con số cao nhất từ trước đến nay mà doanh nghiệp đang nỗ lực để viết tiếp kỳ tích bằng cách đi đúng đường về đúng đích. Trong những ngày sau Tết thì tình hình xuất khẩu ra sao? Ghi nhận của phóng viên tin tức Mekong. Những ngày đầu xuân kỷ hợi, nhà máy sản xuất gạo tại An Giang của tập đoàn Lộc Trời đã làm 3 ca một ngày để kịp tiến độ giao trên 300 tấn gạo chất lượng cao đi thị trường châu Âu. Trong tháng 2, doanh nghiệp còn tiếp tục thực hiện các đơn hàng xuất khẩu đã ký với trên 2.700 tấn gạo giá khá cao. Khi thế sản xuất khẩn trương được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lúa gạo, trong 3 tháng đầu năm, khoảng 100.000 tấn gạo các loại sẽ được xuất đi các thị trường châu Á và châu Phi với trị giá khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Cạnh tranh thị trường và thách thức xuất hiện ngay từ đầu năm, nhưng nhiều nhân tố mới cũng đã xuất hiện, được xem sẽ là hỗ trợ để xuất khẩu lúa gạo năm nay đạt mục tiêu đề ra. Chính đề mà gạo sạch, cái đó là cái hướng chung của thị trường sắp tới. Không thể nào mà sản xuất ra những cái hạt gạo như trước đây là muốn phun thuốc gì phun muốn rải phân gì rải mà tất cả đều phải đi vào một cái à, thống nhất chung. Những tín hiệu lạc quan xuất khẩu gạo đầu năm 2019 là kết quả của quá trình sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, sản xuất gạo sạch, gạo phẩm chất cao lấy chất lượng làm nền tảng để xây dựng thương hiệu và khởi tạo giá trị cho hạt gạo Việt.